Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến bài học tiếp theo. Bài học này là tôi sẽ nói về các cái nội dung cơ bản của marketing bán lẻ thời trang là gì. Thế thì tôi có giới thiệu một cái cuốn sách ở đây. Cái cuốn sách các bạn có thể nhìn thấy cái tựa là Retailing Management. Đây là một cuốn sách rất là hay về bán lẻ, quản lý bán lẻ. Tất nhiên bán lẻ nói chung không phải là bán lẻ thời trang. Cuốn sách này thì nó cũng theo tôi khá là lâu rồi. Và hiện nay trong máy tính của tôi, máy tính ở đây, cũng có rất nhiều các cuốn sách về Fashion Marketing hay là Fashion Retail Marketing. Thế thì tôi cũng đã dịch những cái cuốn sách này để mà làm tài liệu giảng dạy cho các bạn. Thì nếu như trong quá trình mà các bạn học tập cái chương trình đào tạo này, các bạn muốn thì các bạn có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ gửi tặng các bạn một số cuốn sách bằng tiếng Anh. Tất nhiên là sách bằng tiếng Anh nhé. Bởi vì sách bằng tiếng Anh, sách textbook của nó mới là chất lượng. Thế còn nếu mà sách mà các bạn nhặt ở trên mạng, những cái cuốn chắp vá cẩm nang thì nó cũng sẽ không được đầy đủ lắm, giống như cái cuốn sách mà tôi vừa giới thiệu với các bạn, được không ạ? Vâng. Thế thì các cái nội dung cơ bản của marketing bán lẻ trong cái chương trình đào tạo này gồm những cái phần gì? Thì trước đó tôi cũng có nói về trong cái bài khái niệm về marketing bán lẻ và marketing bán lẻ thời trang là gì rồi. Thì đây tôi sẽ nêu chi tiết hơn cho các bạn. Đó là toàn bộ những cái liên quan đến các cái mô hình 4P và 7PS, mô hình 4C và cách ứng dụng của nó trong cái quá trình là bán lẻ thời trang, các cái công cụ bán hàng tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, như là bán hàng qua Facebook, Facebook quảng cáo, Facebook group, Facebook fanpage, Facebook profile, đúng không ạ? Rồi thì Facebook Messenger vân vân, Zalo, YouTube, Google AdWords, Google Sales, email marketing, bán hàng tại hội thảo, bán hàng theo hội nhóm, bán hàng trên các trang thương mại điện tử, bán hàng trên Shopee, bán hàng trên các trang deal vân vân. Đấy, thì tôi liệt kê ra rất nhiều các công cụ chi tiết và tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Thế còn nếu như tại thị trường thế giới thì các bạn có thể bán trên Amazon, bán trên eBay, bán trên Alibaba, thì tất cả những công cụ như vậy tôi đều có thể hướng dẫn cho các bạn được. Tuy nhiên trong nội hàm của chương trình này thì tôi sẽ giới thiệu ở cái khu vực thị trường địa lý Việt Nam mà thôi. Đấy, rồi thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn liên quan đến các nội dung đến về thương hiệu, xây dựng thương hiệu, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuẩn, thiết kế logo và dựa trên những cái case study thực tế mà tôi đã thiết kế cho khách hàng hoặc là tôi đã làm cho chính công ty của tôi như thế nào, thì cũng sẽ có một số những cái bài học kinh nghiệm nho nhỏ để mang tính chất là chia sẻ chứ không phải mang tính chất là dạy dỗ hay là khoe khoang, đúng không ạ? Để chúng ta giảm được cái thời gian, giảm những công sức và tiền bạc để đón nhận được những cái tư tưởng, những kiến thức, những kinh nghiệm tốt hơn để chúng ta làm nó business và marketing của chúng ta tốt hơn, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục đó là tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn liên quan đến các vấn đề về nhượng quyền và phát triển chuỗi thông qua các cái hợp đồng và thông qua những cái mô hình chuỗi như thế nào đó. Và rồi thì các cái cách làm media, các cách quảng cáo, các công cụ làm video, làm hình ảnh, rồi các cái chương trình khuyến mại trong bán lẻ và bán lẻ thời trang rất là quan trọng về khuyến mại. Thì chúng ta phải làm khuyến mại như thế nào, là chúng ta phát triển chuẩn hóa điểm bán ra sao, xây dựng chính sách bán hàng, đào tạo đội ngũ nhân sự, và chúng ta cũng có thể làm gì nữa ạ? Chúng ta cũng có thể là phát triển đội nhóm marketing của chúng ta, và chúng ta cũng có thể là gì ạ? Làm liên quan đến cái việc là phát triển sản phẩm mới, những cái ý tưởng về thời trang, những xu hướng, thì tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm mà cơ bản ít ỏi dành cho các bạn, được chưa ạ? Vâng. Thế thì và đặc biệt là trong cái khóa học này thì sẽ có rất nhiều các cái ví dụ thực tế để giúp cho các bạn hình dung ra dễ dàng hơn, và tất cả những ví dụ này đều là các ví dụ trải nghiệm thực tế của giảng viên, của khách hàng, của đối tác của giảng viên là tôi là Phan Anh, được chưa ạ? Vâng. Thế thì marketing trong ngành thời trang là chúng ta làm gì? Đó là chúng ta làm tất cả những cái việc tôi vừa nói, đúng không ạ? Không ưu tiên là cái gì trước sau, cái gì ra tiền, cái gì cần thiết, cái gì trước mắt thì các bạn sẽ làm, và các bạn sẽ làm thật tốt những cái công cụ, những cái kỹ thuật mà tôi hướng dẫn cho các bạn để các bạn phát triển công việc kinh doanh của mình. Và nếu như mà các bạn cần bất cứ một cái sự trợ giúp nào, sự tư vấn nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được hỗ trợ. Vâng, thế thì tôi xin phép trình bày ngắn gọn các nội dung cơ bản của marketing thời trang, marketing bán lẻ thời trang trong cái phiên bản
video bài học trực tuyến này. Và rất vui được chia sẻ với các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.